Thưa quý vị, tuần vừa qua, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8, thị trường chứng khoán đã chứng kiến phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp, đã tăng tiếp tục thu hẹp so với tuần trước, với 5 phiên giao dịch giằng co biến động thấp. Dự báo diễn biến tuần này, thì các chuyên gia cho rằng khả năng chỉ số sắp có nhịp điều chỉnh ngắn hạn với hỗ trợ mục tiêu quanh 1.220. Tuần chỉ số đóng cửa ở mức 1.269,18 điểm, tăng 6,85 điểm so với cuối tuần trước, tương ứng mức tăng 0,54%. Trong tuần qua, khối lượng khớp lệnh trung bình đạt 585,3 triệu cổ phiếu trên phiên, tương ứng giá trị khớp lệnh trung bình đạt 14.113 tỷ trên phiên. Thực phẩm đóng góp tốt nhất vào mức tăng của chỉ số với giá trị 0,21%. Các nhóm còn lại như sản xuất bia, ngân hàng, phân phối hàng chuyên dụng, phân phối xăng dầu và khí đốt cũng đóng góp khá tốt vào đà tăng chung của VN Index. Ở chiều ngược lại, các nhóm như nhựa, chứng khoán, thép, bảo hiểm nhân thọ, sản xuất và phân phối điện giảm điểm gây sức ép lên chỉ số. Trong tuần qua, đà tăng tốt của SAB, MSN, VIC, VBB, VNM đã tác động tích cực nhất đến VN Index. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, đà giảm của VCI, VHM, VCB, GVR, CTG đã gây áp lực lớn nhất đến chỉ số. Về phía giao dịch của khối ngoại, trong tuần qua, khối này tiếp tục đà mua ròng với giá trị 565 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào HBG, HDB, BVD, VNM, MSN. Ở chiều ngược lại, KBC, VHM, DGC, VJC, VCB nằm trong top bán ròng của khối này. Về phía tự doanh, trong tuần qua khối này tiếp tục mua ròng với giá trị 382 tỷ trên sàn HOSE, tập trung vào VPB, E1VF VN30, NKG, FUE VFVND, VCI. Ở chiều ngược lại, MSN, HBG, VNL, FPT, FUE KIV30 nằm trong top bán ròng của khối này. Theo chuyên gia của BHS, chỉ số vẫn chưa có tín hiệu điều chỉnh rõ ràng trong tuần qua, mà tiếp tục tăng rướng lên vùng gáp 1.260-1.284 với đà tăng suy yếu so với tuần trước. 5 phiên giao dịch giằng co biến động thấp đã khiến đồ thị tuần hình thành nên nến doji ngay tại vùng kháng cự mạnh, hợp lưu bỏ vùng gáp là MA20 tuần. Do đó, chuyên gia của BHS duy trì quan điểm về khả năng chỉ số sắp có nhịp điều chỉnh ngắn hạn với hỗ trợ mục tiêu quanh 1.220. Trường hợp nếu tích cực hơn kỳ vọng, chỉ số có thể sẽ chỉ giảm nhẹ hoặc tích lũy với hỗ trợ quanh 1.245-1.250. Xu hướng trung hạn về 1.300 và 1.350 khả năng vẫn sẽ tiếp diễn sau nhịp chỉnh này.